tòa án hạt Napa County. Một phụ nữ đã bị kết tội liên quan đến một vụ gây tai nạn xe rồi bỏ trốn vào năm 2017. Bà đã bị bắt từ năm đó. Tai nạn đã giết chết ông Andrew Ling, 57 tuổi, một cư dân của thành phố Napa. Trong khi phụ nữ gốc Việt này bị kết tội, thì chồng của bà lại được trắng án trong các cáo buộc dính líu đến cái chết của ông Ling. Người bị xét xử đó là bà Hà Thúy Hằng, còn có tên là Laura Hà. Nay bà đã 50 tuổi trong vụ xử kéo dài 2 tuần rưỡi với bồi thẩm đoàn, gồm 7 phụ nữ và 5 đàn ông. Họ đã kết tội bà Hằng vì bà đã rời bỏ nơi xảy ra tai nạn chết người. Theo nguồn tin trước đây cho biết là bà Hà Thúy Hằng đã lái một chiếc Cadillac thuộc loại xe SUV đời mới và đã tông vào ông Andrew Ling trong đêm tối khi ông băng qua đường về phía tây của đường Solano Avenue. Chồng của bà Hằng là ông Peter Hoàng, có tên là Hoàng Phi Việt. Tại thời điểm bà Hằng bị bắt gần 3 năm trước đây, thì cảnh sát Napa nói rằng ông Peter Hoàng đã che giấu sự thật, không cho họ biết bà đang trốn ở đâu. Thế nhưng tại tòa án, bồi thẩm đoàn cho rằng ông Peter không phạm tội này, do đó ông được họ cho trắng án. Sau khi bà Laura bị kết tội và ông Peter được tha tội, thì thẩm phán Mark cho biết ông sẽ tuyên án, bản án có thể là nhiều năm tù. Luật sư Tim Pori của bà Laura Hà nói rằng ông sẽ tìm mọi giải pháp để giúp cho bà, kể cả kháng án. Theo hồ sơ của cảnh sát thì bà Hằng từng lái chiếc Cadillac và tông ông Linh vào đêm ngày 29 tháng 6 năm 2017. Các nhân chứng cho biết là họ thấy bà Hằng dừng chiếc SUV và bước tới gần để xem xét ông Linh bị thương nằm trên mặt đường. Thế nhưng thay vì ở lại đợi cảnh sát đến để mà điều tra thì bà trở lại xe và lái đi mất. Ông Andrew Ling đã bị gãy xương sống lưng, xương cổ và xương chậu. Ông nằm trong nhà thương 4 ngày trước khi qua đời. Bà Hằng bị bắt tại thành phố lân cận Santa Rosa, một ngày trước khi ông Ling từ trần. Lúc đó, cảnh sát đã truy ra chiếc xe của bà Hằng và tìm đến nhà của hai vợ chồng để mà bắt bà. Biện lý Harris County đã thông báo là bắt giữ ông Thomas Lum. Ông này là cảnh sát viên gốc Việt ở thành phố Houston. Thomas Lum là một trong những nghi can bị khởi tố trong vụ truy quét cờ bạc lậu và rửa tiền. Theo tin đài địa phương KHLU, cảnh sát Thomas Lum bị khởi tố vào ngày 18 tháng 10 vì đã bảo kê nhiều năm cho quán cà phê Thanh Quỳnh ở địa chỉ số 10804 Bel Air Boulevard, Houston, một tụ điểm kinh doanh cờ bạc trái phép. Vai trò của cảnh sát Lâm là canh giữ cửa và ra vào những gian phòng bí mật ở trong quán, nơi mà các tay chơi đỏ đen bên máy game. Ông có nhiệm vụ quyết định xem ai là người có thể cho vào các phòng này. Biện lý Kim Orr cho biết ông Lâm cũng là một tay cờ bạc máu me. Viên cảnh sát này đến quán cà phê nhiều lần khi đang mặc đồng phục, kể cả trong và ngoài giờ làm việc. Ngoài cảnh sát viên Thomas Lâm, những người cùng bị khởi tố gồm các chủ quán, người quản lý và những nhân viên của quán có nhiệm vụ chung tiền cho các tay chơi. Theo biện lý Harris County, tên những người bị bắt bao gồm có cảnh sát viên Thomas Lum bị khởi tố vì hai tội liên quan đến điều hành một phòng chơi game trái phép. Vũ Thế Võ, Cham Wong, Thi Nguyễn, Andy Võ cùng bị khởi tố tội rửa tiền. Báo Houston Chronicle trích lời cảnh sát trưởng Houston Ark Acevedo cho biết Thomas Lum là cảnh sát viên 42 tuổi và đã phục vụ nhiệm sở này từ năm 2007. Ông Acevedo gọi ông Thomas Lum là một sự ô nhục đối với huy hiệu cảnh sát. Vụ truy quét quán cà phê Thanh Quỳnh là một phần của chiến dịch kéo dài trong năm đã tấn công vào các điểm cờ bạc lậu trong khu vực Chinatown của thành phố Houston. Cho đến nay đã có 41 người bị bắt giữ và trong đó có hai cảnh sát viên Houston khác, đó là Larry Nguyễn và Huy Lý. Chị Loan, một phụ nữ gốc Việt làm việc tại chợ cây số 7 ở Odessa, ở trên đường từ nhà ra chợ, đến đoạn cầu vượt cạnh khu vực Sosa đã bị chấn cướp và chúng bắn thẳng vào gáy. Đạn xuyên qua đầu mắt và hiện chị đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo tờ báo của người Việt Ukraine, hiện là chị Loan đang bị bất tỉnh và cấp cứu tại bệnh viện 11 trong tình trạng nguy kịch. Được biết là gia đình của chị mới chuyển vào sống ở Sorsa cách đây khoảng 10 ngày. Chồng của chị Loan đang về phép về Việt Nam và theo bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho chị Loan thì hiện tình hình sức khỏe của chị rất là nguy kịch. Thực chất đây không phải là lần đầu tiên mà người Việt bị cướp tấn công ở Ukraine. Trong những năm vừa qua, tình trạng cướp bóc vẫn xảy ra với người Việt ở nơi đây, đặc biệt là người Việt sống ở làng Sen. Bởi lẽ, những đối tượng cướp nhắm đến người Việt là vì người Việt thường làm ăn và có giữ ở tiền mặt ở trong người, nên chúng ra tay rất tàn ác. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bà Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, là chủ của nhà hàng Brazil ở quận 3, lái một chiếc ô tô BMW, tông vào ít nhất là 6 xe gắn máy đang chờ đèn đỏ và một xe taxi tại ngã tư Hàng Xanh vào khuya ngày 21 tháng 10 năm 2018. Tai nạn đã khiến cho một người tử vong và nhiều người trọng thương. Bà Nga đang bị tạm giữ và thừa nhận là đã uống bia rượu tại nhà hàng ở trên đường Pasteur ở quận 3. Bình thường bà có tài xế đưa đón nhưng hôm qua ông này bận việc riêng nên bà phải tự lái xe về. Trên đường về bà buồn ngủ và chạy đến ngã tư thì gây ra tai nạn. Kết quả là đo nồng độ cồn của bà Nga là 0,94mg trên 1 lít khí thở, vượt xa ngưỡng quy định cho phép người điều khiển phương tiện giao thông dưới 0,25mg. Trên 1 lít khí thở. Mức này cho thấy là tài xế đã dùng bia rượu khiến cho mất khả năng kiểm soát, một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết như vậy. Sau khi cùng người dân đưa các nạn nhân bị ô tô BMW tông tại ngã tư Hàng Xanh ở quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn đi cấp cứu, thì anh Danh 38 tuổi ngồi thẫn thờ trước cửa nhà châm điếu thuốc, quan sát lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Anh kể là khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, anh và nhiều người sống gần giao lộ này đã giật mình vì tiếng động lớn, giống tiếng bom, khi chiếc xe ô tô BMW gây tai nạn. Ngoài lộ, hàng loạt người và xe máy, hai ô tô nằm rải rác trên quãng đường gần 50 mét, người kêu cứu, người bất tỉnh trong vũng máu. Bên trong chiếc xe, túi khí đã bể, người phụ nữ đứng tuổi ngồi trước vô lăng đang rất hoảng loạn, gọi điện liên tục. Nhiều người đến gõ cửa, nói là bà ấy xuống ô tô xem thế nào, giải quyết với các nạn nhân nhưng bà ấy không nghe. Đến khi cảnh sát tới, bà mới ra ngoài, anh Danh kể lại như vậy. Trong video được người dân quay lại, doanh nhân Nguyễn Thị Nga trong bộ đồ tả tơi nói là đời em chưa bao giờ như thế này, khi nhiều người trách móc gây tai nạn nghiêm trọng. Nữ tài xế trả lời chuyện gì xảy ra cứ để cho em lo, chờ em một chút rồi tiếp tục bấm điện thoại. Ngồi lặng bên người thân dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh, chị Thảo 24 tuổi, ngụ ở Thủ Đức cho biết vẫn chưa bình tâm trở lại. Là nạn nhân trong vụ việc nhưng chị may mắn chỉ bị xây sát nhẹ mà thôi. Thời điểm đó chị Thảo chạy xe trên đường Điện Biên Phủ hướng từ trung tâm thành phố về cầu Sài Gòn. Khi chị cùng hơn 10 người khác dừng xe chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe ô tô BMW tông từ phía sau. Chúng tôi bị hất văng mỗi người một nơi, cả khu vực như là bãi chiến trường. Xe máy, người nằm la liệt, một cô gái bị ô tô kéo lê là khoảng 20 mét, nằm bất động cạnh cửa xe BMW. Nhiều người chạy đến cứu nhưng cô ấy đã tử vong, giọng chị Thảo run rẩy kể lại như vậy. Chạy xe máy ngay sau chiếc xe BMW, anh Tuấn, ngụ ở quận Gò Vấp, thấy ô tô sang phóng ở trên đường với tốc độ rất lớn. Dù là sắp tới giao lộ, tôi nghĩ là ô tô sẽ dừng lại nhưng không ngờ nó lao thẳng vào nhóm người. Mọi việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong vài giây mà thôi, may là nó tông trúng taxi rồi dừng lại, nếu không sẽ có thêm nhiều người gặp nạn. Nhân chứng này kể và cho biết đã cùng người dân chặn một số taxi trên đường để đưa cho các nạn nhân đi cấp cứu. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 7 người trong vụ tai nạn, 5 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong đêm, còn 2 người nguy kịch đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Ở tại hiện trường thì có ít nhất là 6 xe máy vỡ nát nằm vương vãi, chiếc taxi bẹp rúng phía bên phải và tài xế kẹt ở bên trong cũng được đưa đi cấp cứu. Còn chiếc BMW bị hư nát phần đầu, túi khí thì bung ra ngoài.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.